Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách đọc răng vĩnh viễn cũng như là cách phân biệt cái răng vĩnh viễn và cái răng sữa các bạn. Nếu mà răng sữa các bạn thì ở trẻ em răng sữa là 20 cái, còn răng vĩnh viễn là có từ 28 đến 32 cái. Và người ta ký hiệu cái phân hàm các bạn. Đây là cái phân hàm. Phân hàm trên đây là số 1, phân hàm trên số 2. Thì đối với răng vĩnh viễn ở người lớn á thì người ta sẽ ký hiệu phân hàm từ 1, 2, 3, 4. Còn đối với răng sữa thì ký hiệu phân hàm là từ 5, 6, 7, 8. Đây là phân hàm 5, phân hàm 6, phân hàm 7, phân hàm 8. Ký hiệu theo đi theo từ ở cái hàm trên bên phải đi theo cái chiều kim đồng hồ ha các bạn. Như vậy, khi mà các bạn thấy cái sơ đồ là 1, phân hàm 1, 2, 3, 4 là chúng ta biết phân hàm đó là của răng vĩnh viễn rồi. Nếu mà chúng ta thấy phân hàm là 5, 6, 7, 8 thì là chúng ta mặc định là chúng ta biết được đó là cái sơ đồ của răng sữa ha. Ví dụ cái sơ đồ răng mà người ta ghi 5, 6, 7, 8 thì chúng ta không thể nào lẫn lộn với răng vĩnh viễn được. Tại vì 5, 6, 7, 8 là răng sữa. Thì nếu mà 1, 2, 3, 4 thì nếu mà đi từ dưới lên thì chúng ta sẽ nghĩ rằng trẻ em thì sẽ 1, 2, 3, 4 ha. Nhưng mà này ngược lại nha. Cái này là các bạn lưu ý là người lớn là 1, 2, 3, 4 và ngược lại là trẻ em lại là 5, 6, 7, 8. Thì cái cách đọc răng đó các bạn là đầu tiên là cái phân hàm trước ha. Cái số đầu tiên là cái số phân hàm tới dấu chấm và cái số tiếp theo là cái số răng, cái số vị trí của răng. Trên thực tế các bạn là các bạn nhìn vào cái hàm răng của người bình thường á thì chúng ta thấy rằng ở phía môi trên á nó có thắng môi trên, ở phía dưới là nó có thắng môi dưới. Thì tại cái vị trí thắng môi trên này nó phân cách giữa cái răng số 1 bên hàm bên đây và răng số 1 bên hàm bên kia, nó phân cách rõ rệt luôn các bạn, người nào cũng như thế hết. Và cái thắng môi dưới các bạn, thắng môi dưới nó sẽ phân cách, nó nằm giữa cái răng số 1 bên này và răng số 1 bên kia cũng tương tự ha. Và chúng ta nhìn rất là rõ ràng ha, nhìn vào chúng ta thấy rõ ràng luôn. Và cái thắng môi này nó có cái hình tam giác đi xuống vậy nè các bạn, đỉnh nó quay xuống nè. Và hàm dưới thì là cái thắng môi á, là nó đỉnh quay lên. Thì từ bắt đầu từ vị trí chính giữa là ngay thắng môi, nó phân cách giữa hai răng số 1. Thì chúng ta đếm hai bên gian ra là 1, 2, 3, 4, 5 nè. 1, 2, 3, 4, 5. Thì nếu mà chúng ta thấy cái phân hàm mà là 5 răng á là của răng sữa ha. Mà chúng ta phải dựa vào cái mấu chốt phân hàm chúng ta biết được răng sữa hay là răng vĩnh viễn. Nếu mà răng sữa thì mấu chốt phân hàm của nó là 5, 6, 7, 8 và cái răng vĩnh viễn mấu chốt của nó là 1, 2, 3, 4 ha các bạn. Thì cái răng số 6 này nè các bạn, nó mọc lúc 6 tuổi ha, lúc bé được 6 tuổi. Răng số 7 này nó mọc lúc bé được 7 tuổi và răng số 8 này nó mọc lúc 18 đến 25 tuổi ha. Trong khoảng thời gian đó nó sẽ mọc. Cái cách đọc răng đó các bạn là tôi đã nói hồi nãy rồi là chúng ta sẽ số đầu tiên là cái phân hàm răng và cách nha dấu chấm và số tiếp theo là răng vị trí của răng hay vị trí số của răng. Thì như vậy nếu mà chúng ta thấy phân hàm răng là 5 hoặc là 6 hoặc là 7 hoặc là 8 là chúng ta biết được đây là răng sữa rồi ha, đây là người ta đang muốn nói răng sữa rồi ha, chứ không thể nào lẫn lộn với răng vĩnh viễn được. Giả dụ chúng ta thấy cái phân hàm nó là 1, 2, 3, 4 thì chúng ta biết đó là răng vĩnh viễn, không thể nào lầm lẫn với răng sữa được hết các bạn. Rồi tôi ví dụ ở bên răng vĩnh viễn nè, ví dụ người ta ghi là răng 4.6 thì ta biết rằng đây là phân hàm 4 và răng số 6 ha. Phân hàm 4 là đây, phân hàm 4 là đây, răng số 6 là đây ha. Rồi còn đối với bên răng sữa các bạn, đối với bên răng sữa thì tôi ví dụ 5.5 đó là phân hàm 5, răng số 5. Phân hàm 5 là đây, răng số 5 là đây. Rồi tôi ví dụ là răng 5.1 thì phân hàm 5, răng số 1. Phân hàm 5 là đây các bạn, đây là phân hàm 5 và răng số 1 là nằm ở đây ha. Thì tương tự như vậy các bạn sẽ đọc tiếp theo các răng tương tự ha. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.